Thực phẩm giúp giảm đường huyết và cảm giác thèm ăn. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Diabetes Care chỉ ra rằng những người tiêu thụ sản phẩm từ đậu nành như đậu hũ và sữa đậu nành có mức đường huyết thấp hơn so với người không ăn. Lý do chính cho tác dụng này là trong đậu nành có chứa isoflavonoe, một loại phytoestrogen có khả năng cải thiện độ nhạy insulin. Isoflavonoe giúp giảm tình trạng kháng insulin, một yếu tố quan trọng dẫn đến tiểu đường loại 2. Hơn nữa, protein trong đậu nành đóng vai trò quan trọng. Việc tiêu thụ protein thực vật, nhất là đậu nành, có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và duy trì mức đường huyết ổn định sau bữa ăn. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường vì nó giúp kiểm soát cảm giác đói và lượng calo tiêu thụ. Đậu nành cũng giàu chất xơ, một yếu tố quan trọng trong việc quản lý đường huyết. Chế độ ăn giàu chất xơ có thể làm giảm mức đường huyết và cải thiện chức năng tiêu hóa. Khi tiêu thụ đậu nành, sự hấp thụ của đường vào máu diễn ra chậm hơn, giúp duy trì mức đường huyết ổn định.